thằng nào to gan dám bắt nạt điện tử của tao, bước ra đây. Chị ơi, làm thế nào bây giờ? Bọn nó nhìn nguy hiểm quá. Này này, hai thằng chúng mày, tao bảo thế này nhá. Dạo này chúng mình khó kiếm tiền quá. Bây giờ hai đứa chúng mày xuống đây kia, xem có ai đi qua không thì chặn đường bọn nó. Xong rồi xem bọn nó có thức ăn thì lấy, có tiền thì lấy, bọn nó không cho thì đánh bọn nó. Vâng. Biết chưa? Vâng đại ca. Thế bây giờ đi đi. Vâng. Chị ơi, chị, có người chạy. Đâu? Đi kia. Cái gì đấy? Con đường này ấy, mày muốn đi qua phải nộp tiền nộp kẹo về đây. Chúng mày hay nhờ. Con đường này là đường đi chung mà, sao chúng mày lại ở đây mà chặn đường người ta để lấy tiền? Tao thích thế đấy. Mày không nộp kẹo thì mày đi về đi. Chúng mày quá đáng nó vừa phải thôi nhá. Tao chỉ cho chúng mày lần này thôi nhá. Thế thì tốt. Mang đây. Cho mấy cái đây. Cứ cho hết đi. Cho hết à? Cho hết. Chúng mày được đấy. Đấy, đi qua đi. Đi qua đây. Chúng mày nhớ mặt tao đấy. Đại ca ơi, có đồ ăn rồi. Ủa ơi, nhiều thế. Ôi, thế từ giờ mình cứ đi chặn đường bọn nó làm mình khác có đồ ăn nhở. Thôi, ăn đi. Vâng. Đây, ôi đại ca hai cái chứ. Nhiều phết nhở. Ủa ơi, đói quá. Ngon thế. Thế từ giờ cứ đói bụng à. Đi sang bên đấy chặn đường bọn nó à? Vâng. Đúng rồi. Thôi, anh nhanh đi chặn đường bọn nó đi. Giờ này nó có nhiều người đấy. Vâng. Vâng. Sao không thấy người nào đi qua anh nhở? Ô, không có ai đi qua à, Tiểu Bảo? Dạ không có đâu, chán lắm. Chết rồi, kiểu này tối nay phải nhịn đói rồi. Chị ơi, có người. Đâu, ra xem nào. Thằng này bé thế này, kiểu gì mình cũng lấy hết tiền rồi. Tao không thích tránh đây, mày làm gì được tao? Tránh ra đi, em đang muộn học mà. Mày không có tai à? Tao bảo tao không tránh. Thế bây giờ anh chị muốn gì? Biết điều thì mang hết đồ ăn với tiền ra đây, tao mới cho đi học. Đúng rồi, nhanh lên. Anh chị buồn cười thật đấy. Hôm nào em cũng qua đường này, có ai dám chặn đường em đâu. Mà sao hôm nay anh chị lại làm như thế? Mày nói nhiều quá rồi đấy. Tóm lại bây giờ mày không có tiền với không có kẹo thì mày cút về đi. Em có nhưng mà em không cho. Thà em bỏ học còn hơn. À, cái thằng này láo nhá. Đứng lại mau. Mày Bỏ ra. Mang đây. Bỏ ra. Mày á. Đại ca ơi, em bên đây. Hôm nay thu được gì không? Em vừa chấn lột được cái cặp của một thằng trẻ trâu nó đang đi học. Thế không thu được bánh kẹo gì à? Em cũng không biết được. Trong này có gì? Thích xem thế nào. Vâng. Ba đô này. Ôi, ôi kẹo này. Ôi, cái áo nữa. Có cả áo nữa. Ui, ngon đấy nhở. Ăn thôi, đói lắm rồi. Nhiều phết đại ca ơi. Đại nhiều kẹo cho mày thế. Ăn đây. Ngon quá. Ăn đây. Sắn, mày làm sao đây? Cặp sách về đâu? Tao bảo mày đi học, mày không đi học à? Em đang đi học, tự nhiên bọn nó chặn em lại. Bọn nó lấy hết cặp sách của em rồi. Hả? Thằng nào dám bắt nạt điện tử của tao? Thế bây giờ nó đang ở đâu? Nó ở
ngoài đằng kia kìa. Mày dẫn tao đi xem nào. Thôi mày không phải khóc nữa, có tao đây rồi, khóc làm gì. Bọn nó ở kia kìa đại ca ơi. Mày đi theo tao. Chị ơi, có hai thằng. Nhìn hai thằng đấy to quá. Ơi, mày không phải sợ. Thằng kia làm gì to bằng tao được. Thằng nào to gan dám bắt đạt điện tử của tao, bước ra đây. Chị ơi, làm thế nào bây giờ? Bọn nó nguy, nhìn nguy hiểm quá. Có gì cứ bình tĩnh nói chuyện, sao mà phải gắt thế? Từ bé đến giờ ấy, tao chưa dám gắt với ai đâu. Nhưng mà gặp cái thể loại người như mày ấy, tao không gắt không được. Hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học. Thì ra hai đứa chúng mày bắt đạt điện tử của tao đúng không? Đúng rồi, làm sao? Mà tao nói rồi, bình tĩnh nói chuyện. Không thì không ai sợ ai đâu. Chúng mày sai, chúng mày còn to mồm mà. Hôm nay tao phải dạy cho chúng mày một bài học nhớ đời. Cẩn thận tao lại bẻ gãy cái kiếm ghẻ của mày bây giờ. Thế bây giờ chúng mày muốn gì? Nói luôn đi. Thực ra ấy, tao không muốn đánh nhau đâu. Bây giờ tao chỉ cần chúng mày từng người bước ra xin lỗi đệ tử của tao. Thế là xong, ok. Dù có thế nào ấy, tao cũng không xin lỗi đệ tử của mày đâu. Bây giờ chúng mày thích đánh nhau phải không? Đợi tao một tí. Tiểu Bảo, đi gọi đại ca về đây. Vâng. Ở đâu? Ở ngoài kia. Thế đi xem nào. Đội này là đội nào đấy? Em cũng chẳng biết được nhưng mà nhìn đại ca nó sợ lắm. Chúng mày là người đâu đến? Sao chúng mày dám đến đây làm khó hai đệ tử của tao? À, thì ra mày là đại ca của bọn này à? Tao nói cho chúng mày biết nhá. Đường này là đường của mọi người đều đi được. Tại sao chúng mày lại chắn đường người ta để thu tiền, thu kẹo của họ? Thế là thế nào? Bọn tao làm gì thì kệ bọn tao. Không liên quan đến mày thì mày cút đi. Không thì đừng trách. Chúng mày quá láo rồi. Linh đòn của tao đi. Bây giờ như thế này nhá, từng người của chúng mày xin lỗi đệ tử của tao và mang cặp trả đệ tử của tao. Từ bây giờ chúng mày không được chặn đường và xin tiền người ta nữa. Chúng mày có làm được không? Thôi bọn tao biết rồi. Thôi chúng mày ra xin lỗi nó đi. Dạ em xin lỗi anh ạ. Rồi biết thế là tốt rồi đấy. Thôi chị xin lỗi em nhá. Có gì bỏ qua cho chị nhá. Thế chị đi lấy cặp trả em đi để em còn đi học. Thôi chúng mày đi lấy cặp trả cho nó đi. Vâng. Vâng. Cặp của em đây. Bây giờ em cứ đi học nhá. Con đường này em muốn đi kiểu gì thì đi. Dạ vâng. Thôi bây giờ bọn tao đi về đây. Thôi đi về đi.